xin chúc các lãnh đạo một ngày thứ ba nhiều niềm vui mới, thành công mới. Chúng ta đang lắng nghe kênh Radio T Group số phát sóng số 32. Vậy là một ngày mới nữa lại đến. Anh chị em kênh Radio T Group hy vọng sẽ giúp cho những phút giây buổi sáng của đại gia đình T Group tràn đầy năng lượng và có một ngày làm việc tuyệt vời nhé. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11, mời đại gia đình T Group chúng ta hãy điểm qua những tin tức chính sau. Đến sáng ngày 1 tháng 11, thế giới có trên 247,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,01 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi và các cơ quan nội tạng mà còn xâm nhập tai trong, khiến nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về nghe và thăng bằng. Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thông báo du khách nước ngoài dưới 18 tuổi nhập cảnh Mỹ bằng đường hàng không không cần tự cách ly sau khi nhập cảnh. Từ ngày 1 tháng 11, Campuchia sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em 5 tuổi sau khi đã hoàn thành tiêm cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Nga đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tốc độ lây lan dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý là cho phép người dân nghỉ ở nhà để hết tuần này. Mực nước biển đã dâng cao lên mức mới và 7 năm qua là giai đoạn nóng nhất từ trước đến nay là nội dung chính trong báo cáo khí hậu của Liên Hợp Quốc được công bố vào ngày 31 tháng 10. Tại Trung Quốc, nhiều phụ huynh đã chuyển sang cho con đi học các môn năng khiếu như thể thao, nghệ thuật thay vì đi học thêm các môn văn hóa. 9 lính cứu hỏa đã thiệt mạng ở bang Sao Paulo của Brazil sau khi vòm của một hang động nơi họ đang huấn luyện bị sập hôm 31 tháng 10. Hà Nội dự kiến từ nay đến quý 1 năm 2022, trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thủ đô được tiêm đủ mũi vaccine ngừa COVID-19, trước mắt ưu tiên quận, huyện có dịch. Sau một tháng nới lỏng, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kịch bản tương ứng 4 cấp độ dịch, đó là nâng cao năng lực y tế cơ sở, kết hợp công tư, xây dựng mô hình điều trị theo cụm, đảm bảo cơ chế chính sách linh hoạt và ứng dụng công nghệ thông tin. Từ ngày 1 tháng 11, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 với số lượng gần 31.600 em. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về việc tăng cường xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi. Trong tháng 10, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,8% so với tháng 9. Quay trở lại với những thông tin liên quan đến tập đoàn của chúng ta, ngày 11 tháng 11 vừa qua, đại gia đình T Group chúng ta vui mừng chào đón thêm các thành viên mới gia nhập. Hãy cùng làm quen với họ nhé! Bạn Mai Thị Chiên, sinh năm 1990, hiện đã có gia đình và đang sinh sống tại Văn Phú, Phú La, Hà Đông. Vị trí làm việc của bạn tại Thăng Long là bộ phận DAP. Bạn Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1991, tại Bắc Giang. Bạn hiện đang làm việc tại vị trí kế toán. Bạn Phạm Bá Định, sinh năm 1980, đến từ Hải Phòng, là người đang làm việc tại vị trí Sales DOS3. Và cuối cùng, bạn Phạm Anh Vũ, sinh năm 1995, hiện đang làm việc tại vị trí nhân viên kinh doanh DOS1. Trên đây là những tin tức chính của ngày hôm nay. Tiếp theo, xin mời bạn đến với chuyên mục Khỏe, Hạnh Phúc, Thành Công. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với 8 lời mỗi tối trước khi đi ngủ. Đầu tiên là tùy duyên. Đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vơi cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng thơm ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi hữu xạ tự nhiên hương, nên tự bản thân đã có hương vị rồi. Vội cũng vậy mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muộn phiền. Nóng cũng được mà lạnh cũng vậy, bởi vậy tất cả chỉ như một nụ cười thoáng qua. Đời người ta bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Thứ hai là khoan dung. Con người sống trên thế gian không cần việc gì cũng phải thông tỏ rõ ràng. Nước quá trong, nước không có cá. Người quá thông minh, người không có bạn bè. Tranh luận với người nhà cho dù thắng nhưng tình thân rạn nứt. Tranh cãi với bạn đời cho dù thắng nhưng tình cảm lại nhạt phai. Tranh luận với bạn bè thắng rồi sẽ mất đi tình nghĩa. Tranh luận là lý, thua là tình, tổn thương là tự bản thân ta. Bản chất đen sẽ mãi mãi là bản chất đen, bản chất trắng sẽ mãi mãi là bản chất trắng. Thế nên hãy để thời gian chứng minh cho tất cả, buông bỏ cố chấp của bản thân, khoan dung độ lượng với mọi người thì khi hành xử sẽ đắc được nhân tâm. Thêm một phần ôn hòa, thêm một chút ấm áp thì cuộc sống mới thật sự ý nghĩa, mới có thể thấy được sự chói lọi của ánh sáng mặt trời. Thứ ba là bần phú. Những người tự hài lòng với bản thân, tự biết đủ làm vui thì dù ngủ nơi nền đất cũng giống như trong nệm êm chăn ấm. Những người không tự hài lòng với bản thân, không biết thế nào là đủ thì cho dù có đang ở trên thiên đường cũng lại giống như trong địa ngục. Sự phong phú nơi tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Nếu cứ chấp trước, truy cầu quá mức là nô lệ của cái vật chất,
thì cho dù có được nhiều đến mấy vẫn cứ luôn túng thiếu. Một cuộc sống thanh bần về vật chất vĩnh viễn không ảnh hưởng tới sự giàu có về tinh thần. Biết mình đủ để ung dung tự tại mới thực là người giàu có suốt đời. Thứ tư là tính toán. Mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự thương hỗ trợ qua lại. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể tiến bạn một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thênh thang. Không nên tính toán với người quân tử, bởi họ sẽ trả lại bạn gấp đôi. Không nên tính toán với kẻ tiểu nhân, bởi họ sẽ gây thêm tai họa. Thứ năm là buông bỏ. Người xưa có câu, buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay dù sự việc xảy ra có long trời lở đất tới mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự nghiệp nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Nếu gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Hãy hít một hơi dài bình thản vì ngày mai trời lại sáng thôi. Thứ sáu là đơn giản. Tâm đơn giản, thế giới sẽ trở nên đơn giản, hạnh phúc sẽ theo đó mà lớn dần. Tâm thái tự do thì cuộc sống cũng tiêu diêu tự tại. Và khi cuộc sống tự tại thì đi tới đâu cũng thấy mọi thứ luôn tươi đẹp. Thứ bảy là phúc họa. Đời người đôi khi tưởng là họa nhưng kỳ thực lại là phúc, tưởng là phúc nhưng thật ra lại là họa. Tích đức dù không ai nhìn thấy nhưng hành thiện trời đất đều thấu tỏ. Hành thiện không phải vì mong đợi lời khen từ người khác, mà là để bản thân thấy cao quý trong lòng. Và cuối cùng là khoảng trống. Khi thành công đắc ý, hãy cho mình một khoảng trống để suy xét. Đừng để sự đắc ý làm mê mờ đầu óc. Khi đau khổ, hãy dành một khoảng trống cho sự an ủi. Đừng để sự đau khổ làm nghẹt thở tâm hồn. Khi lòng đầy muộn phiền, hãy dành cho một khoảng trống cho sự vui vẻ. Mọi phiền muộn sẽ nhanh chóng tiêu tan, nụ cười càng xuất hiện nhiều hơn. Khi cô đơn, hãy dành khoảng trống cho tình hữu nghị, bởi sự chân thành của tình bạn chính là niềm an ủi lớn nhất cho tâm hồn. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để hít thở khí trời, lòng tĩnh lặng sẽ cảm nhận được muôn vàn điều vui. Tạm kết với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời các lãnh đạo chúng ta cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Và bài hát đầu tiên là bài hát Hello của một bạn nữ dành tặng cho nửa kia của mình với lời nhắn: em xin lỗi mà, ui ui ui. Mình không biết là giữa hai bạn có chuyện gì, nhưng chắc chắn là bạn nam sẽ tha thứ cho bạn nữ ngay sau khi nghe bài hát này thôi. Hy vọng bạn nam sẽ nghe hết bài hát này và nhấc điện thoại gọi ngay cho nửa kia của mình nhé. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret
that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, gửi tặng tới chính người gửi bài hát này với lời nhắn: mình muốn gửi tặng bài hát này tới chính mình. Vì sự cố gắng suốt thời gian qua, mình sẽ tiếp tục cố gắng để cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty. Các bạn thân mến, Ai là một bài hát rất hay với các ca từ cổ vũ chính mình đấy ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này nhé. Xin chúc cho đại gia đình Chí Group có một ngày làm việc thật vui vẻ và hăng say. Xin chào và hẹn gặp lại. Stronger, you know you were born to fly. 네가 흘리는 물, 네가 느낀 고통은 다 더 높이 날아보는 나를 위한 준비뿐. Butterfly, everybody's gonna see it soon. Teachers on the sky. My life is so beautiful.
외로웠던 나 작은 빛을 따라서 다시 떠오르